soi style du xuân của các hoa hậu đều chọn váy siêu ngắn khoe chân dài miên man lương thùy linh đang có chuyến du lịch ở nhật bản dù thời tiết lạnh giá nàng hậu vẫn tự tin diện váy siêu ngắn để khoe đôi chân cực phẩm dài một m hai phong cách yêu thích của lương thùy linh chính là những chiếc chân váy cực ngắn ôm sát và rất dễ kết hợp với nhiều kiểu áo khác nhau nàng hậu được khen trẻ như sinh viên khi mặc áo len hồng cùng chân váy trắng đầy ngọt ngào thùy tiên lại chọn váy xếp bèo điệu đà khi sang thái lan công tác xét đồ của thùy tiên toàn những ai cơ bản như giày thể thao chân váy đen áo hai dây trắng nhưng vẫn vô cùng nổi bật. Thủy Tiên được khen là giữ dáng quá giỏi, 3 năm sau khi đăng quang Miss Grand International 2021 vẫn giữ được số đo chuẩn. Hoa hậu Thanh Thủy cũng có đôi chân thon dài nên nàng hậu rất thích mặc váy ngắn tôn lên ưu điểm cơ thể của mình. Trong chuyến đi chơi sau Tết, cô nàng đầy lý lắc trong bộ váy trắng, kết hợp giày Mary Jane đế cao nhìn càng trẻ trung. Hoa hậu Lê Hoàng Phương chỉ toàn mặc đồ với hai màu cơ bản trắng, đen nhưng vẫn nổi bật nhờ vóc dáng chuẩn chỉnh. Kết phối chân váy ngắn đi cùng giày thể thao là công thức bất bại giúp các nàng hậu thoải mái di chuyển mà vẫn thời thượng. Bảo Ngọc lại chọn mặc váy xếp ly ngắn cùng dép xăng đan quai mảnh, rút đôi chân thêm phần thanh thoát. Hoa hậu Đỗ Thị Hà cũng thích những bộ váy xé nhẹ nhàng nữ tính như thế này. Để tránh rét mùa đông ở Hà Nội, nàng hậu mặc thêm quần tất mỏng màu đen, rút đôi chân thêm phần thon thả.